Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio có làm một video để giới thiệu và quảng bá sản phẩm, đó là hai dòng van cơ, cho các bác biết đến cấu hình của bên Tùng Nguyên Audio đang cung cấp trên thị trường. Với sản phẩm hàng chính hãng AV Acoustic FX10, đây là một dòng van cơ chất lượng các bác nhé. Và đến với cặp con van cơ này, là con van cơ giá bình dân hơn, thì có mã là BS Audio SV9. Con này nó có tích hợp cổng quang chống hú và Bluetooth. Con này cũng có tích hợp cổng quang chống hú và Bluetooth, và hai con này đều tính năng thì nó sẽ có cái chất lượng như nhau, nhưng giá thành khi xuất ra thì nó sẽ đắt hơn. Ví dụ như con AV Acoustic này nó sẽ là 2 triệu một con. Đấy, thế nên là cái con vang này nó sẽ đắt hơn. Và tất nhiên là cái tính năng thì nó như nhau, nhưng cái chất lượng nó sẽ khác nhau một chút các bác nhé. Và bây giờ thì Tùng Nguyễn sẽ review cái con AV Acoustic các bác nhé. Đây là một dòng van cơ có mã là AV Acoustic FX10, hạ bản mặt phay nhôm màu bạc, bản chính hãng các bác nhé. Dòng input đây, các bác cứ ấn input thì nó sẽ chuyển chế độ của nó ở đây. Đấy, Bluetooth. Rồi tính năng chống hú rất là đẹp con này này. Đó, nhìn này, mặt phay của nó cực kỳ dày dặn, mặt phay bạc. Nếu các bác mua một cái vang này, em sẽ bao ship và tặng kèm dây jack cho các bác. Các bác về không phải đi mua dây jack ở đâu cả. Bác nào thì chơi với âm ly thì em sẽ tặng cho các bác một đầu calon và một đầu da AV như này. Bác nào mà chơi bẫy đẩy thì em tặng cho các bác dây jack chống sôi và chống nhiễu, hai đầu đực cái các bác nhé. Đấy, còn đâu mình chỉ được tặng một đôi thôi, nhưng em có hai mẫu dây để muốn đến giới thiệu đến các bác. Các bác có thể kết hợp với các dòng âm ly này, loa kéo này. Đấy, âm ly hoặc loa kéo này, chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Sản phẩm AV Acoustic ở đây là bản chính hãng của công ty AP Pro. Đấy, và sản phẩm đi kèm của nó thì là một cục dây nguồn đây, một cái tô vít này. Con này thì nó cẩn thận hơn thì nó sẽ có phiếu bảo hành của bên công ty AV Acoustic đây. Đấy, hàng này cũng cực kỳ đẹp luôn. Mặt sau này, đây là sản phẩm van cơ là AV Acoustic các bác nhé. Với sản phẩm này là con van cơ có mã là BS SV9. Sản phẩm tính năng thì nó cũng như thế. Đấy, các bác cứ ấn input nó sẽ chuyển chế độ ở đây. Dòng này đánh kẹo kéo ngoài trời rất hay vì nó có Bluetooth, các bác di động thì cực kỳ tuyệt vời luôn. SV9, bộ sản phẩm karaoke gia đình mà chơi các dòng vang này, hoặc các bác nào mà đang dùng âm ly, biến con âm ly của mình nó như một chiếc điện thoại thông minh, có thể kết nối các đủ các tính năng để các bác nghe nhạc. Đấy, âm ly nhiều khi bây giờ lâu năm rồi sờ đến các nút có khi chỉnh nó cũng bị chập chờn hoặc mau ve rồi. Các bác có thể là nâng cấp, biến con âm ly của mình như một cục công suất để mình cài đặt rồi là nghe nhạc, hoặc là cho nó công suất khỏe hơn thì mình có thể là kết hợp thêm một con vang cơ. Đấy, thì âm ly bây giờ hầu như là đều kết nối vang thêm hết. Con này mặt màu đen, còn con này mặt màu bạc. Thì hôm nay Tùng Nguyễn có review để muốn giới thiệu đến tất cả các bác là hai mẫu vang. Một mẫu vang là BS SV9 với một mẫu vang là AV Acoustic. Cực đẹp các bác nhé. Và hàng bản này là bản công ty. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong clip mới nhất. Hôm nay em giới thiệu hai con vang này để cho các bác tham khảo. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.